vị đang theo dõi tin tức trong tay được phát sóng trực tiếp mỗi ngày trên kênh HGTV. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Công bố nguyên nhân sập công trình trường mầm non Vườn Xanh, Hà Nội. Kho hóa chất Medinchina phát lộ sau bão ở Quảng Bình. Đà Nẵng thưởng hơn 2 triệu đồng cho người báo tin thực phẩm bẩn. Việt Nam là quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Xổ số miền Nam thu hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong nửa năm. Triều Tiên lên án Mỹ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Nguy cơ dịch bệnh tại các trại tị nạn cho người Rohingya. Mới đầu là những thông tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều qua 25 tháng 9, vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và đang suy yếu dần. Đến 1 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Trong chiều và tối nay còn có gió giật cấp 6, cấp 7. Trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh phía Bắc trong ngày hôm qua có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũng đã có mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường thành sông. Đây cũng là bất cập tồn tại nhiều năm trong công tác xử lý thoát nước của thành phố này. Nhiều tuyến đường nhánh của thành phố Hải Dương đã bị ngập nặng, ngập sâu chỉ sau một trận mưa lớn, khiến giao thông bị đình trệ, ách tắc cục bộ. Nước ngập sâu kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã ảnh hưởng lớn đến đi lại và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, sau bão số 10 vừa qua, hàng chục ngàn hộ dân ở khắp các tỉnh miền Trung phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất và không có điện để sinh hoạt. Ngay sau khi bão đi qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tích cực khắc phục hậu quả nhằm đem điện trở về sớm nhất có thể cho bà con. Theo báo cáo mới đây của EVN thì đã khôi phục xong toàn bộ việc cung cấp điện trở lại cho tất cả các địa phương bị ảnh hưởng do bão. Tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã huy động gần 600 nhân lực và phương tiện, thiết bị từ nhiều đơn vị thi công xây lắp. Trong đó phải kể đến sự hỗ trợ tích cực của ngành điện lực Thanh Hóa và Nghệ An. Trước đó ngày 20 tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã cấp điện bình thường cho toàn bộ lưới điện của tỉnh Quảng Bình thông qua việc huy động hơn 300 cán bộ nhân viên từ các đơn vị điện lực thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên. Như vậy, chỉ sau gần một tuần từ khi cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung gây ra những thiệt hại to lớn đối với ngành điện, các địa phương bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại. Tại Quảng Bình, bão đi qua cũng đã làm tốc mái của một nhà kho chứa đầy hóa chất bốc mùi hôi thối khó chịu ở thôn 19 tháng 5, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Hiện Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình đã đến để lấy mẫu về xác định. Kho hóa chất này rộng khoảng 1.000 m2, bên trong có những bể chứa lớn bằng sắt. Dương dãi giữa những bể chứa này còn nhiều bao bì bên ngoài có chữ hóa chất công nghiệp và Made in China. Xung quanh nhà kho có một rãnh nước đen đặc chảy ra phía trước. Rãnh nước này dẫn ra một hố nước động khá to ở bãi cỏ phía trước nhà kho, làm cả hố nước này cũng chuyển màu đen và hôi hắt. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ việc sập dự án trường mầm non Vườn Xanh sáng sớm ngày 25 tháng 9, đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo gửi thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng khả năng trong quá trình đổ bê tông hệ thống chống đỡ, cốt pha không tốt, chống đỡ yếu hoặc là bị xê dịch khỏi vị trí, gây tải bất lợi và làm sập cả sàn bê tông vừa đổ. Cũng theo ông Hùng, không loại trừ cả cột đứng vì bản thân nó cũng chưa đủ vững. Vấn đề cần phải xem xét kỹ hệ thống chống đỡ. Một kỹ sư xây dựng cũng cho rằng bê tông mới đổ buổi chiều, đến đêm bị sập như vậy, khả năng do giàn giáo bị chuyển dị. Có thể vì đơn vị thi công bớt số lượng hoặc giàn giáo cũ hư hỏng, không đủ khả năng chịu lực. Trong khi đó, liên quan đến vụ việc một em bé 9 tháng tuổi quê ở Quảng Bình tử vong nghi do sặc cháo tại điểm giữ trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua 25 tháng 9, Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đình chỉ hoạt động của điểm giữ trẻ này. Theo đó, Công an đã đình chỉ hoạt động của cơ sở giữ trẻ nằm trên đường số 15, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, có giấy phép hoạt động giữ trẻ từ đầu năm 2017 do bà Nguyễn Thị Thu Trang, 33 tuổi, làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở này đang nhận giữ 4 trẻ. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, bé T được bà Trang cho ăn cháo. Sau khi ăn xong, bé có biểu hiện khó thở nên bà Trang đã lấy tay ấn mạnh vào bụng cháu bé để thức ăn thoát ra ngoài và gọi người chở bé T đến bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, bé T đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngày hôm qua 25 tháng 9, theo nguồn tin của phóng viên Thanh Niên, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ủy ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê C nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện nhiều bình khí dùng để bơm bong bóng cười, bình shisha. Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra và phát hiện trong quán cà phê C có 6 bình khí dùng để bơm bong bóng cười. Trong đó có 4 bình 49 kg, 1 bình 14 kg rưỡi, 1 bình 12 kg, 6 bình shisha không rõ nguồn gốc xuất xứ nên tiến hành lập biên bản tạm giữ. Thông tin ban đầu, quán cà phê nói trên là của một nghệ sĩ trẻ chuyên diễn hài. Quán mới khai trương vào tháng 7, được quảng bá rầm rộ trên mạng với khá rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến dự lễ khai trương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, ảo giác, quan tưởng, mất kiểm soát hành vi, đó chính là những hệ lụy khôn lường đối với những người sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá. Hành vi ngáo đá gây ra nhiều hệ quả xấu cho xã hội, tác động tới cuộc sống bình yên và trật tự an toàn xã hội. Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã nhận được tin báo của người dân về một nam thanh niên có ý định nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà đang xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã huy động một xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Khi tiếp cận, nam thanh niên đã tự đi xuống và nấp trong nhà vệ sinh ở tầng 1, toàn thân bôi vôi trắng và có biểu hiện như ngáo đá. Nam thanh niên này cũng liên tục ném đá để chống trả, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực. Sau một khoảng thời gian thì nam thanh niên lẫn trốn, ẩn nấp trên mái tôn, nên lực lượng chức năng không thể tìm ra. Đến khoảng 9 giờ 30 phút thì nam thanh niên này xuất hiện trên tầng 3, nhảy múa và có ý định nhảy lầu nên người dân đã gọi báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp Cục điều tra chống buôn lậu và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một nghi phạm 25 tuổi quốc tịch Việt Nam từ Mỹ về Việt Nam mang theo 400 gram ma túy đá được ngụy trang khá tinh vi. Trước đó, lực lượng phối hợp kiểm tra hành lý của nghi phạm nói trên và phát hiện 400 gram ma túy đá được cất giấu trong dầu gội, quần áo, bánh kẹo, hộp bột dinh dưỡng. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ. Ngày 25 tháng 9, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng nhóm cướp giật liên tỉnh rất manh động, thường ra tay liều lĩnh do thường xuyên sử dụng ma túy. Theo cơ quan công an, băng nhóm này thường tham gia các đoàn đua xe trái phép từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai hoặc là Vũng Tàu, vừa đua xe vừa tiện tay cướp giật những người đi trên đường. Khi cướp giật, băng nhóm này sẵn sàng đạp ngã nạn nhân xuống đường nên rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng cho các nạn nhân. 4 đối tượng trong một băng nhóm đua xe cướp giật liên tỉnh vừa bị bắt giữ bao gồm Lương Minh Hùng, sinh năm 1992, là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1988, Nguyễn Võ Bảo Đạt, sinh năm 1994, Trương Quốc Bảo, sinh năm 2000, tất cả cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Chỉ vì nghe lời bạn gái, đối tượng đã thuê người tạt axit vào nạn nhân, khiến cho người này bị bỏng nặng. Để rồi, cả ba phải nhận hình phạt thích đáng. Dù ngày hôm qua 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tạt axit nữ sinh ở Sài Gòn, theo yêu cầu tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại Hoàng Tân Thị Thu Hương, 20 tuổi, quê ở Đắk Lắk, đối với 3 bị cáo Lương Thị Kiều Quyên, 22 tuổi, Nguyễn Đình Thanh Tâm, 21 tuổi, Phạm Hoàng Long, 21 tuổi, cùng quê ở Bình Thuận. Tại phiên xét xử sáng qua 25 tháng 9, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án mới cho bị cáo Quyên là 9 đến 10 năm tù, bị cáo Tâm 8 đến 9 năm tù và 7 đến 8 năm tù cho bị cáo Long. Phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại nhấn mạnh lại nỗi đau mà Hương và gia đình phải gánh chịu trong suốt thời gian dài vừa qua. Đồng thời, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét để có hình phạt thích đáng dành cho những bị cáo đã gây nên tội ác, để không có thêm bất kỳ nạn nhân nào phải rơi vào hoàn cảnh giống Hương. Phiên tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày hôm nay. Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa cho biết, doanh số phát hành của 22 công ty thành viên trong nửa đầu năm nay đạt 44.520 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu tiêu thụ tăng nhẹ nhờ tỷ lệ tiêu thụ bình quân tiếp tục được duy trì ở mức trên 78%, ước tính vào khoảng 34.921 tỷ đồng, tương đương là 1,53 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của các công ty xổ số từ Bình Thuận đến Cà Mau đạt 4.606 tỷ đồng, tăng chưa đến 1% so với năm ngoái. Số tiền nộp ngân sách nhà nước là 14.743 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch đề ra hồi đầu năm. Do sự cạnh tranh thị phần quyết liệt từ Vietlott, cũng là thành viên thuộc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, nên dù các công ty đều kinh doanh có lãi trong giai đoạn này, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đã có dấu hiệu chững lại. Doanh thu xổ số đã phát hành của Vietlott đã lên đến 1.884 tỷ đồng, trong đó loại hình xổ số tự chọn theo ma trận đóng góp khoảng 93,5% tổng doanh thu. Kết quả này đưa Vietlott xếp trên hàng loạt ông lớn trong ngành như Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang. Công ty cũng không giấu tham vọng chiếm lĩnh 30% thị phần ngành xổ số trong vài năm nữa, với khoảng 10.000 thiết bị đầu cuối phân bố rộng khắp cả nước. Thưa quý vị, mỗi quận huyện trong cả nước đều có một trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Nhưng những năm gần đây, số lượng học viên bị giảm nên các trung tâm này gặp khó khăn đầu vào. Không biết có phải vì lý do này hay không mà Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nhiều năm nay không còn hoạt động tại ấp Dòng Thạnh Bạch, xã Thiện Mỹ. Một trung tâm việc làm không còn hoạt động hoặc di dời sang địa điểm mới thiết nghĩ cũng là điều bình thường, nhưng có hay không tình trạng tự ý cho thuê phần đất công từng quản lý và thu lợi riêng? Chi tiết vấn đề do khán giả vừa cung cấp cho chương trình. Hiện nay, Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm tọa lạc tại ấp Dòng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn không còn hoạt động, mà thay vào đó là hàng ngàn mét vuông do trung tâm quản lý hiện đã cho 2 doanh nghiệp thuê để làm cơ sở sản xuất là công ty may gia công Ngân Đình và cơ sở sản xuất ghế nhựa Vĩnh Lợi. Khán giả dẫn lời nhiều người dân địa phương thắc mắc, liệu việc dùng đất đai, cơ sở vật chất của nhà nước để cho tư nhân thuê mướn mặt bằng có vi phạm hay không? Ai là người đứng ra ký hợp đồng cho thuê? Và số tiền thu được sẽ được sử dụng như thế nào? Điều đáng nói thêm là trong khuôn viên trung tâm này có bia lịch sử Dòng Thanh Bạch đang bị cỏ rác bám đầy, rất nhếch nhác. Du khách muốn đến tham quan phải đi vào cổng rào của cơ sở Vĩnh Lợi, rất bất tiện. Rất nhiều người nghĩ rằng chim trời cả nước đó là của trời cho. Thế là người dân ra tay tận diệt với nhiều hình thức độc lạ, không một con nào trốn thoát. Hiện nay, trên các mạng xã hội hay YouTube, có không ít cá nhân quảng cáo chuyên bán keo bẫy chim sẻ. Với những lời mời chào như không độc hại, không mùi khó chịu, đảm bảo hiệu quả cao, bền, dễ sử dụng. Tuy vậy, ít ai có thể biết loại keo này xuất xứ từ đâu. Thậm chí hàm lượng các chất có trong keo bẫy chim sẻ cũng là một bí ẩn mà chỉ có người sản xuất mới biết. Thế nhưng hiệu quả của keo này lại được nhiều người thừa nhận khi nó có thể giúp người sử dụng bắt được hàng chục đến hàng trăm chú chim sẻ chỉ sau ít phút đặt bẫy. Chính điều này khiến nguồn lợi chim sẻ trong tự nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì mọi người đều có thể dễ dàng làm loại bẫy này để tóm gọn những chú chim sẻ ở gần nhà. Nhất là khi tình trạng bẫy chim vô tội vạ trong mùa sinh sản cũng khiến chim sẻ bị sụt giảm số lượng rất nhanh. Thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng ngày hôm qua cho biết tình trạng phá rừng tại một số khu vực thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đang diễn biến hết sức phức tạp. Các khu rừng thông ở nơi đây hiện đã bị đổ thuốc sâu vào gốc, khiến hàng trăm gốc thông đang dần chết đứng. Theo một cán bộ kiểm lâm, một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn lấy khoan tay để đục lỗ trên gốc thông và dùng hóa chất bơm vào lỗ đục. Toàn bộ số cây thông nói trên là loại thông ba lá khoảng 30 năm tuổi, ước tính gần 170 cây thông cao từ 20 đến 30 m, đường kính từ 25 đến 50 cm đã bị chết đứng. Cách khu vực này khoảng 5 km là cánh rừng thông của Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban thuộc khoảng 2, lô B, tiểu khu 263B cũng đang chịu ảnh hưởng tương tự. Huyện Lâm Hà đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra sớm tình hình, tìm ra thủ phạm và xử lý theo luật quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị, có thể thời nay những chiếc lồng đèn điện tử với tiếng nhạc sập sình đã khiến cho không khí mùa trung thu không còn như xưa. Nhưng đâu đó ở vùng quê Yên Bình, những làng nghề làm đồ chơi trung thu vẫn âm thầm tồn tại và giữ gìn chút phong vị dân gian. Những người thợ làng Hảo, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ nghề làm trống, làm đầu sư tử, làm mặt nạ giấy bồi trong bối cảnh đồ chơi Trung Quốc đang dần lấn át thị trường. Làng Hảo thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là nơi có nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống cả trăm năm. Trước kia làng Hảo chủ yếu làm trống, nhưng vài năm trở lại đây họ phát triển thêm một số mặt hàng khác như đèn ông sao, đèn kéo quân. Mỗi chiếc mặt nạ đồ chơi có giá từ 15.000 đến 30.000 đồng, đầu sư tử 6.000 đến 20.000 đồng tùy kích cỡ. Làng Hảo có khoảng từ 15 đến 20 hộ làm nghề đồ chơi trung thu, mỗi hộ thuê hàng chục nhân công. Vất vả để làm ra một món đồ chơi đẹp, an toàn, nhưng làng nghề đang phải chống chọi lại cơn lốc đồ chơi Trung Quốc đang tràn ngập thị trường. Một người dân nói, bây giờ đồ chơi Trung Quốc nhập rất nhiều nên làng nghề truyền thống khó khăn, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng không để mai một công việc này. Người dân làng nghề buồn nhưng vẫn cố gắng đem lại niềm vui cho trẻ em bằng những món đồ chơi độc đáo. Và còn một hoạt động hết sức hấp dẫn và thú vị vừa được tổ chức cũng nhân mùa trung thu này. Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón mùa trung thu năm nay, mới đây tại thành phố bên bờ sông Hàn đã diễn ra liên hoan Lân Sư Rồng Đà Nẵng mở rộng lần thứ nhất năm 2017. Liên hoan đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ và các gia đình có trẻ nhỏ háo hức đến thưởng lãm những màn biểu diễn điêu luyện của các đội lân danh tiếng. Ngoài 8 đội lân của Đà Nẵng, Liên hoan Lân Sư Rồng Đà Nẵng mở rộng 2017 còn quy tụ các đội lân danh tiếng từ các tỉnh thành khác như đội lân Bạch Ngọc Đường từ Huế, đội lân Thiên Vương từ Bình Định và đội lân Con Ngai Việt Nam chi nhánh Bình Dương. Các đội lân cùng tranh tài ở bộ môn Lân Lên Mai Hoa Thung, một trong những bộ môn khó nhất của nghệ thuật lân sư rồng và thường được sử dụng trong các kỳ thi quốc tế. Đặc biệt, liên hoan còn có màn trình diễn của khách mời từng vô địch liên hoan lân sư rồng châu Á lần thứ 4, đoàn lân Klong Ngai đến từ Malaysia với nội dung lân địa bửu. Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 thứ trưởng mới. Đà Nẵng thưởng 2 triệu đồng cho người báo tin thực phẩm bẩn. Âm thanh hội họa, chương trình đem âm thanh đến cho người câm điếc. quý vị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đậu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Thứ trưởng Giáo dục. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9. Hai tân Thứ trưởng sẽ thay thế nhiệm vụ của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, nghỉ hưu một năm trước, và Thứ trưởng Bùi Văn Ga, nghỉ hưu từ tháng 11. Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Giáo dục ngoài Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn có 5 Thứ trưởng gồm các ông Bùi Văn Ga, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ và bà Nguyễn Thị Nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962 là cử nhân sư phạm toán, tiến sĩ quản lý giáo dục. Ông làm Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội từ năm 2008 tới nay. Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tỉnh Long An, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, lấy bằng thạc sĩ về kinh tế phát triển của Cao học Việt Nam Hà Lan. Chương trình liên kết giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội La Hay Hà Lan năm 1998. Đến năm 2006, ông là tiến sĩ kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay. Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Năm 2016, Việt Nam có hơn 10 triệu người cao tuổi, chiếm 11% tổng dân số, trong đó có trên 2 triệu người là trên 80 tuổi. Đây là con số mới nhất được đưa ra tại Hội nghị Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng do Bộ Y tế tổ chức ngày 25 tháng 9, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10. Trong những năm qua, mặc dù còn khó khăn, nhưng Việt Nam đã có nhiều chính sách chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, phát triển mô hình y học gia đình. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành y tế các cấp, các ngành liên quan phát triển mạnh mô hình y học gia đình, đồng thời đẩy mạnh phát triển cơ sở y tế để không chỉ phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là chăm sóc cho người cao tuổi, tập trung vào các bệnh mãn tính, để các nhà lãnh đạo hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi một cách tốt nhất. Chắc quý vị còn nhớ sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Hòa Bình vừa qua khiến cho 8 người thiệt mạng, nguyên nhân từng gây chấn động dư luận. Nguyên nhân do nguồn nước RO lọc thận cao bất thường, bệnh nhân ngộ độc cấp. Để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra, sáng qua Bộ Y tế đã tổ chức cuộc tập huấn giám sát chất lượng nước RO dùng cho chạy thận nhân tạo cho 26 tỉnh thành phía Bắc. Một thông tin gây bất ngờ được các chuyên gia cho biết, đơn vị chạy thận nhân tạo của hơn 70 bệnh viện trên toàn quốc đều chưa có quy trình kiểm soát chất lượng nước, qua đó có thể gây nhiều nguy hiểm cho bệnh nhân. Chất lượng nước RO bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ chất lượng nước đầu vào, hệ thống đường ống, các kết nối, bể chứa, quy trình khử trùng. Do đó, hệ thống xử lý nước RO cần phải được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn y tế. Chất lượng nước RO phải được giám sát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tại các đơn vị chạy thận nhân tạo của 70 bệnh viện trên toàn quốc cho thấy, tất cả các đơn vị này đều chưa có quy trình kiểm soát chất lượng nước và chưa tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan về tần suất xét nghiệm và các chỉ tiêu xét nghiệm, cũng như chưa có kịch bản ứng phó khi sự cố xảy ra. Thưa quý vị, từ trước đến nay, phần lớn người bệnh khi vào bệnh viện chỉ chú ý tới việc dùng thuốc trị bệnh và hỗ trợ sức khỏe mà quên mất đi chế độ dinh dưỡng. Hậu quả của thiếu hụt dinh dưỡng làm suy giảm miễn dịch, suy giảm sức đề kháng và bệnh lâu khỏi, dẫn tới tăng thời gian điều trị và ảnh hưởng tới sức khỏe, còn làm tăng chi phí điều trị cho bệnh nhân. Theo khảo sát từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thì có tới 78,6% bệnh viện chưa đạt mức tối thiểu về thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng. 61,3% bệnh viện chưa đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng. 74% bệnh viện chưa cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý người bệnh. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn nhân lực làm công tác dinh dưỡng. Vì vậy, tại lễ hợp tác đào tạo giữa Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Trường Đại học Thành Đông, các chuyên gia cũng khẳng định Bộ Y tế cần mở rộng đào tạo cán bộ dinh dưỡng tại các trường đại học, cao đẳng y tế, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo giám sát để nâng cao chất lượng hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. Hôm qua 25 tháng 9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường thống nhất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất của tỉnh Quảng Ninh là giảm 100% giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện ô tô dưới 12 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại hai phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và phường Minh Thành ở Quảng Yên. Thời gian áp dụng phấn đấu từ tháng 10 năm 2017, áp dụng cho các hộ dân sử dụng ô tô dưới 12 chỗ ngồi. Ngoài ra, các phương tiện ô tô của cơ quan nhà nước có trụ sở làm việc tại các phường trên và xe buýt công cộng qua trạm cũng được miễn phí khi qua trạm BOT Đại Yên. Với đề xuất giảm giá chung cho các nhóm phương tiện còn lại, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ có văn bản cụ thể báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xem xét, có ý kiến điều chỉnh cho phù hợp. Thưa quý vị, chiều hôm qua 25 tháng 9, tại hội nghị Doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác bất hợp pháp IUU, 52 doanh nghiệp hải sản Việt Nam đã cam kết tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không theo quy định của IUU trong đánh bắt, khai thác nguồn lợi hải sản. Động thái này diễn ra sau khi EU khuyến cáo có thể dơ thẻ vàng sau khi có báo cáo đánh giá của đoàn công tác tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp trên cam kết chỉ thu mua nguyên liệu hải sản từ những tàu cá khai thác hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, các doanh nghiệp kiên quyết không thu mua hải sản của các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp, khai thác không có giấy phép, không có nhật ký và không báo cáo theo quy định, hoặc khai thác bằng ngư cụ bị cấm, và nói không với những loài hải sản quý hiếm, sản phẩm đánh bắt có kích cỡ nhỏ hơn quy định. Thịt heo có tồn dư chất tạo nạc, rau xanh có dư lượng thuốc trừ sâu. Những thông tin về thực phẩm bẩn như thế này chúng ta có thể nghe thấy hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong nỗ lực nhằm đấu tranh với vấn nạn này, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa công bố đường dây nóng. Nếu người nào nhắn tin báo chính xác về hộ gia đình, cơ sở sản xuất thực phẩm mất vệ sinh sẽ được thưởng 2 triệu đồng. Mọi phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương sẽ được xử lý thông qua số điện thoại 0916 860 889. Sau khi tiếp nhận tin nhắn, phường sẽ tiến hành kiểm tra, tìm hiểu các vi phạm, nếu chính xác như tin báo và thưởng cho người báo tin từ quỹ khen thưởng của địa phương. Bên cạnh đó, đối với trường hợp những người cung cấp thông tin để ngăn chặn nạn đổ xà bần, vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ được thưởng với số tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Việc thưởng nóng này nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc đấu tranh với tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như góp phần vào xây dựng mục tiêu 4 an của thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, việc khai thác cát trái phép trên nhiều tuyến sông đã trở thành vấn đề nóng khi cát tặc lộng hành với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhưng xem ra vẫn như bắt cóc bỏ dĩa. Trong một diễn biến có liên quan, Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 chủ ghe hút trộm cát trên sông Cổ Chiên với tổng số tiền gần 24 triệu đồng, đồng thời buộc các chủ phương tiện phải bơm trả lại số cát đã hút trộm lên ghe. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 24 tháng 9, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 4 ghe có trọng tải từ 12 đến 39 tấn đang hút trộm cát trên sông Cổ Chiên, đoạn qua khu vực Cồn Hô, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Qua kiểm tra, các phương tiện trên vi phạm nhiều lỗi như người điều khiển phương tiện không có bằng thuyền trưởng, mái trưởng, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hết hiệu lực, phương tiện không đăng ký, không chứng chỉ chuyên môn, không có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Thưa quý vị, hiện nay loại hình du lịch nông nghiệp sinh thái đang dần trở thành một món ăn lạ. Bên cạnh các loại hình du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, khám phá, đây là mô hình phát triển du lịch gắn kết với nông nghiệp, giúp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, du lịch nông nghiệp đang từng bước phát triển, rất được du khách quan tâm, mong muốn được trải nghiệm, đặc biệt là du khách nước ngoài. Hiện thành phố đã xây dựng được một số tour du lịch nông nghiệp đặc sắc để phục vụ du khách. Theo đánh giá, các vùng ngoại thành của thành phố như quận 9, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn có rất nhiều lợi thế để phát triển các mô hình và sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Cụ thể, quận 9 có điểm nhấn độc đáo là cảnh quan sông nước hữu tình. Huyện Củ Chi với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển vườn cây ăn trái, kết hợp với du lịch sinh thái. Huyện Cần Giờ có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và là huyện duy nhất của thành phố có rừng ngập mặn. Thưa quý vị, mọi người thường nghĩ là múa đương đại sẽ chỉ diễn ra tại những khán phòng quen thuộc. Tuy nhiên, vừa qua tại phố đi bộ Hà Nội, khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, các nghệ sĩ của vũ đoàn Asphalt Piloten đã đến từ Thụy Sĩ, mang múa đương đại đến với đường phố của Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên quan múa đương đại, sự gặp gỡ Á-Âu đang diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu bằng những động tác nhẹ nhàng, tạo sự chú ý và kéo khán giả đi theo từng chuyển động của nghệ sĩ, từ lòng đường đến chân tượng đài Lý Thái Tổ. Tag Riot được lấy cảm hứng từ chính bối cảnh thực tế của không gian đô thị và dòng chảy hàng ngày của chính những con người đang sống trong đó. Được biên đạo bởi Anna Anderlecht, không chỉ hấp dẫn về phần nhìn, Tag Riot còn đặc biệt bởi phần âm thanh đặc sắc. Và đây chính là điều đặc biệt làm nên thành công của vở diễn này. Tiếp theo, mời quý vị đến với một triển lãm đặc biệt do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Mekong Art tổ chức mang tên Âm thanh hội họa. Đặc biệt không chỉ bởi triển lãm diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình mà còn vì tác giả những bức tranh tại triển lãm đều là những người câm điếc. Không chỉ ra mắt nhóm hội họa dành cho người câm điếc, triển lãm cũng khẳng định khả năng hội họa của những người không may mắn mất đi âm thanh của cuộc sống, bởi vì hội họa là con đường gần nhất giúp người khuyết tật đến với cộng đồng. Mỗi người một cách vẽ, một chất liệu khác nhau nhưng được vẽ nên bằng cả trái tim. Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm vô cùng đặc sắc của 16 học viên bị câm điếc của một lớp học vẽ tranh đặc biệt dành cho người khuyết tật do họa sĩ Giang Nghi cùng nhóm họa sĩ thuộc câu lạc bộ Mekong Art tổ chức. 16 tác giả sẽ nhận 50% số tiền bán tranh, 25% góp vào nuôi dưỡng lớp học và 25% được trích tặng hội người mù. Đặc biệt, với tác phẩm Nguồn cội phương Đông của họa sĩ Giang Nghi được bán đấu giá với mức khởi điểm là 2.500 đô la Mỹ và tiền bán tranh sẽ dành tặng cho lớp hội họa dành cho người câm điếc. Quý vị đang theo dõi tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Thế giới chuyển động hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phần lớn người dân Mỹ phản đối tấn công phủ đầu Triều Tiên. Đức bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ liên minh. Bà Merkel đảm nhận nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư với nhiều khó khăn trước mắt. Nguy cơ dịch bệnh tại các trại tị nạn cho người Rohingya. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa hạ nhiệt, biểu hiện qua những động thái mới nhất công kích chỉ trích lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ. Ngày hôm qua 25 tháng 9, Triều Tiên đã gửi một bức thư ngỏ tới các chính đảng và quốc hội của một số nước, trong đó lên án những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong bức thư, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Triều Tiên đã lên án lời đe dọa hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên của ông Trump là lời xúc phạm không thể tha thứ đối với người dân Triều Tiên. Bức thư cũng kêu gọi các chính đảng các nước coi trọng độc lập, công lý và hòa bình, từ đó phối hợp hành động chống lại những động thái của Mỹ đẩy thế giới vào thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ bức thư này được gửi tới những nước nào. Phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên hiện nay là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho cộng đồng quốc tế. Và đối với người dân Mỹ, phần lớn lại tin tưởng là các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ, chứ không phải Tổng thống Mỹ Donald Trump mới là người giải quyết được cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay một cách có trách nhiệm. Người dân Mỹ cũng phản đối một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố vào ngày 24 tháng 9, trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên vẫn đang tiếp tục leo thang. Theo kết quả thăm dò chung do hãng Washington Post, ABC News tiến hành, 67% số người dân Mỹ được hỏi tin rằng Mỹ chỉ nên tấn công quân sự Triều Tiên trong trường hợp nước này tấn công Mỹ hoặc các đồng minh của mình trước. Nếu Washington tấn công phủ đầu Triều Tiên, 82% số người được hỏi cho rằng động thái này sẽ có nguy cơ làm bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn tại khu vực Đông Á. Cho dù tấn công trước hay sau khi Triều Tiên khai chiến, khoảng 54% dân chúng Mỹ phản đối nước này ném bom nhằm vào các mục tiêu quân sự của Triều Tiên. khi được hỏi về độ tín nhiệm của họ dành cho ông Trump trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, 72% số người dân Mỹ tin tưởng vào các tướng lĩnh quân sự Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Cuộc thăm dò được thực hiện với 1.000 người trưởng thành trên cả nước từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9 với sai số là 3,5 điểm phần trăm. Nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng, Hàn Quốc đang xem xét nâng cấp chương trình quốc phòng 3 trục bằng cách tự đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mua vệ tinh do thám. Trong khi đó, Canada tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên trong cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang hiện nay. Chiến lược quốc phòng 3 trụ của Hàn Quốc được công bố vào năm 2016 gồm 3 yếu tố chính: hệ thống tấn công phủ đầu Kyuchen, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Hàn Quốc và chương trình trừng phạt và trả đũa quy mô lớn Hàn Quốc. Để triển khai các tàu ngầm hạt nhân của riêng mình, Hàn Quốc sẽ phải đáp ứng được chi phí ít nhất là 880 triệu đô la Mỹ cho mỗi chiếc tàu ngầm, chưa kể chi phí bảo trì khổng lồ hàng năm, cũng như đảm bảo nguồn cung ổn định về nhiên liệu hạt nhân. Seoul cũng công bố kế hoạch chi nhiều hơn cho các công cụ giám sát, bao gồm vệ tinh do thám và máy bay không người lái. Cùng ngày, Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum cho biết Canada sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một quan chức ngoại giao Canada đưa ra đề nghị chính thức, nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang ngày càng leo thang nguy hiểm, cũng như cần sự vào cuộc của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Chuyển sang thông tin về cuộc bầu cử Đức. Thưa quý vị, ngày hôm qua 25 tháng 9, ngay sau khi kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Đức được công bố với chiến thắng không mấy bất ngờ thuộc về Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Angela Merkel, dư luận đang quan tâm tới việc Thủ tướng Merkel sẽ bắt tay với đảng nào để thành lập liên minh cầm quyền. Tiến trình này được dự báo là sẽ khó khăn do sự thay đổi mạnh mẽ trong bức tranh chính trị của Đức, cũng như sự trỗi dậy của đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức. Dù giành chiến thắng, song nhiệm kỳ thứ tư có lẽ sẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp của nữ chính trị gia được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Thủ tướng Merkel sẽ phải dung hòa các lợi ích với các đảng trong liên minh cầm quyền, tìm cách giành lại số cử tri đã dồn lá phiếu cho đảng đối lập, đồng thời giải quyết các thách thức và thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, trong đó có nỗ lực cải cách EU, thúc đẩy thương mại tự do và chống biến đổi khí hậu. Giải được những bài toán hóc búa này, bà Merkel có thể vượt qua ông Helmut Kohl, trở thành người giữ vị trí thủ tướng lâu nhất ở nước Đức. Còn tại Pháp, đảng những người Cộng hòa theo đường lối bảo thủ sẽ tiếp tục nắm đa số ghế tại Thượng viện. Đây là kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Thượng viện Pháp được Bộ Nội vụ nước này công bố vào tối qua, vào tối ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo kết quả này, đảng những người Cộng hòa theo đường lối bảo thủ sẽ giữ được phần lớn ghế của họ tại Thượng viện và còn giành được thêm một vài ghế. Theo dự kiến, đảng này sẽ có được khoảng 150 ghế sau cuộc bầu cử, tăng từ mức 142 hiện nay. Trước đó, sáng 24 tháng 9, các đại cử tri Pháp đã bắt đầu đi bỏ phiếu để giành lại khoảng một nửa số ghế trong Thượng viện. Số thượng nghị sĩ được bầu năm nay là 171 trên 348 ghế với 1.996 ứng cử viên. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện Nhật Bản vào ngày 28 tháng 9 tới, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm. Đây được cho là động thái nhằm hướng đến một nhiệm kỳ mới của ông Abe trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Shinzo Abe và đảng cầm quyền đang gia tăng nhờ các động thái cứng rắn của chính phủ đối với vấn đề Triều Tiên. Trong cuộc họp của Đảng Dân Chủ Tự do Cầm quyền, hôm 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng sau. Dự kiến cuộc tổng tuyển cử này và 3 cuộc bầu cử bổ sung có thể sẽ được tổ chức kết hợp trong ngày 22 tháng 10 hoặc 29 tháng 10. Đây được cho là động thái nhằm hướng đến một nhiệm kỳ mới của ông Abe, trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm của ông đã tăng lên khoảng 50% sau cuộc cải tổ nội các hồi tháng 8 và những phản ứng trước các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ngày 24 tháng 9, Mỹ đã bổ sung Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad vào danh sách các nước bị lệnh cấm nhập cảnh của Washington. Lý do là tình trạng an ninh không được đảm bảo và sự thiếu hợp tác của các nước này với giới chức Mỹ. Như vậy, với lần bổ sung mới nhất nêu trên, hiện có 8 nước bị cấm nhập cảnh toàn diện hoặc một phần vào Mỹ. Lệnh cấm nhập cảnh toàn diện tới Mỹ được áp dụng đối với công dân các nước Triều Tiên và Chad, trong khi các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với Venezuela được áp dụng với một số quan chức chính phủ và gia đình của họ. Tuy nhiên, Mỹ đã loại Sudan ra khỏi danh sách cấm nhập cảnh. Như vậy, với lần bổ sung mới nhất nêu trên, hiện có 8 nước bị cấm nhập cảnh toàn diện hoặc một phần vào Mỹ, trong đó có Iran, Libya, Syria, Somalia và Yemen. Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm bảo nước Mỹ an toàn là ưu tiên hàng đầu của ông và sẽ không cho phép những người không thể xác minh lý lịch trong sạch được phép nhập cảnh. Sắc lệnh sắp cấm nhập cảnh ban đầu bắt đầu có hiệu lực từ kể từ tháng 3 và đã hết hạn vào sáng 25 tháng 9. Và sắc lệnh mới dự kiến sẽ bắt đầu được thực thi từ ngày 18 tháng 10 tới và sẽ không giới hạn thời gian. Thưa quý vị, do tình trạng phân phát lương thực hỗn loạn, nhiều người Rohingya đang chỉ có thể có một bữa mỗi ngày. Ngoài ra, với tình trạng không có nước sạch cũng như nơi vệ sinh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do số người tị nạn tăng nhanh trong khi lại không được tiêm chủng toàn diện. Và ngày 25 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các trại tị nạn tạm thời ở khu vực biên giới Bangladesh giáp với Myanmar, nơi tạm trú của hàng ngàn người Rohingya đang chạy từ Rakhine của Myanmar sang Bangladesh để mà tránh làn sóng bạo lực diễn ra gần một tháng qua. Thông báo của WHO cho biết, hiện có khoảng 436.000 người Rohingya ở 68 trại tị nạn tạm thời dọc biên giới Bangladesh và Myanmar. Những người này đang phải sống trong điều kiện vật chất không đảm bảo, thiếu nước sạch nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh liên quan tới nguồn nước, đặc biệt là bệnh tả. Các trại tị nạn cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và chăm sóc y tế cơ bản, trong khi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai chưa thực sự phát huy hiệu quả. Theo WHO, các trạm y tế lưu động đã được thành lập, trong khi các cơ sở y tế của Bangladesh thông báo trong một tháng vừa qua, họ đã điều trị cho khoảng 4.500 người bị mắc bệnh tiêu chảy, tiêm phòng vaccine sởi và bại liệt cho 80.000 trẻ em trong số những người Rohingya phải lánh nạn. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã sang trang mới sau khi Liên minh châu Âu EU ngày hôm qua 25 tháng 9 chính thức đưa Hy Lạp ra khỏi danh sách các quốc gia báo động về thâm hụt ngân sách. Quyết định trên được các chính phủ EU nhất trí sau khi Hy Lạp thu được những kết quả kinh tế khả quan trong thời gian qua. Với sự nhất trí của chính phủ các nước thành viên, EU đã quyết định kết thúc các biện pháp được áp đặt suốt 8 năm qua nhằm buộc Hy Lạp cắt giảm thâm hụt ngân sách. Giới lãnh đạo EU đánh giá quyết định trên là sự thừa nhận cho những nỗ lực của người dân Hy Lạp để khôi phục sự ổn định của hệ thống tài chính công. Hiện thâm hụt của Athens đã giảm xuống dưới mức trần của EU là tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi ba nước còn lại vẫn nằm trong danh sách thâm hụt vượt mức của khối là Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Theo quy định của EU, các nước trong Eurozone không được phép để thâm hụt vượt quá mức 3% GDP và phải có các biện pháp cân bằng tài chính công trong trung hạn. Thưa quý vị, nhờ gió Tây Nam suy yếu nên mưa ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong hôm nay, nắng trở lại trên phần lớn diện tích khu vực, nhưng do dãy hội tụ nhiệt đới chưa tan nên từ trưa trở đi vẫn dự báo có mưa xuất hiện rải rác. Trong đó các tỉnh ven biển như là Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, những cơn mưa vừa mưa to sẽ giảm nhưng mưa rào vẫn còn rải rác xuất hiện, ngày có nắng gián đoạn. Khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, ngày nhiều mây, nắng mưa đang xen. Nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ, dao động từ 24 cho đến 32 độ. Còn Vĩnh Long, Đồng Tháp, thời tiết phổ biến là mây thay đổi, có nắng nhưng không gắt. Trong lúc ngày có lúc trời chuyển mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ. Và vừa rồi là thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tin tức trong tay sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.